dừng nhưng mà chị kêu đừng dừng để cho em xoay được bao lâu. Không 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 không, nói là chị đừng, là chị chỉ có tiếp được không, ổn không? Dạ vâng. Nhìn má nào à? Em cảm ơn hai người bạn của em, em còn nhớ tên không? Ngồi chỗ đi vòng quá vậy. Cảm ơn Cường guitar và Tùng ca dông. Tùng Vậy là Khánh đã nhớ là chúng ta vẫn cần tỉnh táo để bắt đầu với chương trình đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Tài Tám Tếu. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Chương trình chúng tôi được phát sóng vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Dạ. Và hôm nay chị đang rất háo hức với chủ đề này. Em chưa biết cho nên em chưa háo hức được như chị. Nhưng mà em háo hức thì chị mới nói, còn không chị không nói luôn. Wow, háo quá. Ví dụ như bản thân em nha, hồi nhỏ em có ước mơ gì? Em sẽ làm những cái việc mà chính nghĩa chút xíu. Ví dụ như là làm siêu nhân. Vậy hả? Sau này mình biết siêu nhân là cái điều đó không có thật. Sau này mình ước xuống kiểu là mình muốn làm công an, cảnh sát để mình cứu người, để mình bắt tội phạm. Nhưng mà sau này mình biết mình nhát. Sau này cứ mình tuột xuống là mình ước mơ mình làm bác sĩ để mình cứu người. Sau này cái mình biết là mình học không có được giỏi cho lắm, mình không có nhớ nhiều, không nhớ thuốc men rồi paracetamol, mình không nhớ hết. Thì bắt đầu cái mà em chuyển xuống em là diễn viên. Mình không trị được cho người ta về thể xác và những căn bệnh, mình trị liệu về tinh thần cho người ta. Mình mang đến cho mọi người đó là những cái thang thuốc bổ tinh thần. Dạ vâng. Thật ra chị hỏi em bởi vì hôm nay cái chủ đề nó có liên quan đến những cái ước mơ và có thực hiện được hay không. Và khi thực hiện được hay không thì nó có thiết thực hay không. Ông bà ta hồi xưa có một cái câu đó là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Đó là làm cái việc gì mình phải thật là giỏi cái việc đó thì nó sẽ tốt nhất. Chắc là cái chủ đề này thì nó sẽ có một cái phen nghịch lại. Đoán không lầm là nhiều nghề, đa dạng. Mình nhiều nghề mình mới phát triển được, hay là mình chọn một cái nghề và mình thật giỏi cái nghề đó mình phát triển. Chủ đề thì hay rồi đó, nhưng mà quan trọng là khách mời có chất lượng để mà cãi hay không. Không, trước tiên thì chúng ta phải rủ người nhà mình ra trước. Người nhà xịn đàng hoàng mình mới có thể cãi lại cái chủ đề này. Và xin được trân trọng giới thiệu diễn viên trẻ đẹp, tài năng, giỏi giang Phương Lan. Trời ơi, nhạc hay quá, giống như đang ở Đà Lạt á. Em cảm thấy là đang chiều lắm các bạn. Bánh chân nướng, bánh chân nướng, bánh chân nướng. Quá trời, sữa đậu nành, thịt gà nướng, đồ ăn quá trời. Mèo, đám nhạc đưa mình đến Đà Lạt và không khí nó sẽ rất là chiêu chiêu với chủ đề ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu khách mời chiến đấu với chúng tôi, đó chính là một nhân vật đến từ Sài Gòn Tếu, Uy Lê. Uy Lê nữa. Cái nhạc này thường là out chương trình nha. Dạ, xong rồi đó, kết thúc rồi đó mọi người. Cảm ơn mọi người, dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, xin mời các bạn gửi lời chào đến quý vị khán giả. Dạ, xin chào quý vị khán giả của chương trình Tài Tám Tếu. Đây là một cái gọi là lần đầu tiên và cũng là cái lần thứ hai em tham gia. Tại sao là lần đầu tiên? Vì là sau cái thời gian giãn cách quay online ở nhà thì đây là lần đầu tiên em được quay tại phim trường của chương trình luôn. Và lần thứ hai là bởi vì trước đó em đã được quay online một lần và cũng cãi quá trời quá đất. Muốn như vậy đó thì anh mới có thể bảo vệ, che chở được chị Quỳnh và hai đứa con của anh đúng không? Đúng. Mà anh Lâm mà khóc là nhìn nó kỳ lắm, khóc giống như là cái quả bóng mà khóc một cái là bể bóng liền. Thêm một cái nữa, anh Khoa là người Bắc mà bạn của em là cũng là người Bắc luôn. Vậy biết thường những người Bắc có người tính người ta khó mà khóc lắm, không bao giờ mà khóc. Ủa em hả? Em có ở chung với anh không mà em biết là anh không khóc? Anh nói thật, bố anh khóc mà còn nhiều hơn mẹ anh á. Một người đàn ông mà khóc là thiếu bản lĩnh. Cái hình tượng khóc nó hợp với phụ nữ thôi. Chị Như đồng ý với em không? Không đồng ý. Chắc là chị Như em có cái hợp tố chất cãi được cho nên đã mời em đến đây. Đây là lần thứ hai em tham gia Tài Tám Tếu. Yeah. Thế còn Uy Lê? Dạ, xin chào mọi người, em là Uy Lê đến từ nhóm Sài Gòn Tếu và cũng là lần thứ hai. Đợt trước thì em không biết nói gì tại vì em lỡ đồng ý với cái chủ đề đối diện, nhưng mà hôm nay thì em đồng ý chủ đề này cho nên em khá sẵn sàng. Em khá sẵn sàng. Nó có gì với sự tự tin của em, chị quyết định đưa đề cho em liền. Chị có tráo đề không vậy? Chị không tráo đề. Em cũ đề rồi nha. Ok, vậy thì đọc cho mọi người nghe đi nào. Đa di năng để phù hợp với cuộc sống 4.0. À, tức là Uy Lê là sẽ làm nhiều nghề, làm nhiều công việc, trải nghiệm để mà phù hợp với cuộc sống 4.0. Vâng, và chủ đề của chúng tôi đó chính là nhất nghệ tinh, nhất thần vinh. Ngay từ ban đầu Như đã nói và Như khẳng định
điều này đúng và một bạn đúng hay không thì chúng tôi sẽ chờ ở phần sau chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Tài Tám Tếu. Và chủ đề ngày hôm nay đó là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh hay đa di năng sẽ mang lại lợi ích và tiền bạc của cải thành công của một người. Xin mời. Ok, đầu tiên là em xin gửi lời chào tới ba người nghệ sĩ. Không cần chào chúng tôi đâu. Đa di năng. Thảy Như ngoài chuyện đóng phim thì chị còn đi làm MC nè. Không rồi, Quốc Khánh ngoài chuyện làm diễn viên hài, làm rất là nhiều cái show khác nhau. Chị Phương Lan, em cũng nghe nói về chị là chị làm rất là nhiều nghề khác nhau. Cho nên rốt cuộc là em không cần phải chứng minh gì cả. Cảm ơn mọi người. Khoan, cho Khánh nói lại nè. Cho dù là chị Thảy Như có làm diễn viên, có làm MC hay là chị Phương Lan có làm công việc gì khác nữa, thì nói chung đó là những công việc về nghệ thuật. Đúng rồi. Vì sao chúng tôi là những nghệ sĩ, các bạn nghĩ là một người diễn viên là chúng tôi cứ chỉ làm diễn viên thôi à? Sai lầm. Trước khi chúng ta làm diễn viên, chúng ta phải biết làm gì? Làm thợ hồ, làm xe ôm, làm nhà kinh tế để chúng ta nhập vai. Đối với Khánh nghĩ là làm được diễn viên thì đôi khi chúng ta làm những cái vấn đề xung quanh rì rì khác, nghệ thuật là một cái điều mà có thể chấp nhận được. Nghệ thuật là nó bao gồm tới 7 loại hình nghệ thuật. Đúng vậy. Thì thành ra khi mà chúng tôi có làm cái nghề khác đi chăng nữa thì vẫn là làm nghệ thuật. Đúng vậy. Đúng rồi. Ví dụ như một anh thợ hồ, ảnh đi bê tường hay là ảnh xếp gạch, hay là ảnh đào nền, hay là ảnh làm cái gì đi chăng nữa thì ảnh vẫn là thợ hồ. Sau này ảnh có thể phát triển lên làm kỹ sư vẫn được, ảnh có thầu nhà vẫn được. Vẫn là lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi xin nhắc lại, nhất nghệ tinh, nhất thông minh là đúng. Còn như anh Uy Lê đây là một người vừa làm diễn viên hài độc thoại, trước đây anh còn làm biên kịch, anh còn làm kiểu giống như là agency hay là biên tập gì đó. Chúng tôi có nói anh đâu, sao các anh lại nói tôi? Ok, diễn viên là diễn viên thì phải hiểu rất là nhiều môn đúng không? Nhưng mà rõ ràng là khi mình có nhiều cái kỹ năng khác nhau trong cái thời điểm bây giờ đang đòi hỏi một người diễn viên, một người nghệ sĩ và một người làm công việc bình thường rất là nhiều kỹ năng khác nhau, thì cái việc mà mình học nhiều nghề nó cũng đâu có hại gì đâu đúng không mọi người? Em thấy là nếu nhiều nghề thì nó cũng là gọi là tốt, nhưng hiện tại bây giờ ở nhiều nghề nó cũng sẽ có nhiều cái người giỏi khác nhau. Nếu bây giờ mình tập trung vô một cái nghề mà mình giỏi á thì mình sẽ có nhiều cơ hội để mình làm hơn. Còn ví dụ bây giờ mình học nhiều nghề nhưng mà mình học không giỏi, tại vì mình phải bỏ rất nhiều thời gian để mình làm những cái khác, thì không thể nào mà mình có thể làm tốt nhất một cái đó được. Mà ở ngoài thì có rất là nhiều người ta giỏi ở một cái lĩnh vực nào đó. Nếu bây giờ bạn chắc bạn làm nhiều nghề nhưng mà chắc gì bạn đã giỏi bằng cái lĩnh vực người ta ở ngoài người ta làm một cái, thì làm sao có thể cạnh tranh được, đúng không? Đúng. Quan điểm của em là đồng ý, sẽ có rất nhiều người giỏi một cái chuyên môn. Giỏi một cái chuyên môn mình dành rất nhiều thời gian cho nó, mình sẽ đi rất là xa. Nhưng mà mọi người có để ý là các cái công ty bây giờ, những cái người sếp á, đa số là những người biết nhiều ngành. Họ đến từ nhiều ngành tại vì họ phải quản lý được những người làm cái ngành đó. Họ đến từ nhiều ngành nhưng họ dừng lại ở một ngành, thì đó là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Bởi vì họ phải có cái sự trải nghiệm với nhiều ngành khác nhau, họ mới phát hiện không phù hợp. Cuối cùng họ dừng lại ở một công ty họ phát triển. Tại sao họ lên sếp? Bởi vì họ đã chọn được đúng một cái nghề mang cho họ thân vinh. Rõ ràng điều đó đúng. Tất cả những người quản lý đó, họ đến với một cái nghề cuối cùng mà họ trở thành quản lý của công ty đó. Nhưng mà họ cũng có rất nhiều doanh nghiệp khác, họ có thể đa dạng hóa cái việc làm công ty của họ. Tại vì đến một thời điểm mình sẽ phát hiện ra là ủa, nếu bây giờ mình chỉ có một chuyên môn thôi và tới lúc mà thị trường đòi hỏi rất là nhiều thứ, cái xong rồi máy móc sẽ phát triển tới một cái lúc mà nó sẽ thay thế được một số công việc của mình. Mọi người có để ý là bây giờ sẽ có một số công việc mà không còn nữa là tại vì máy móc đã thay thế rồi. Có những cái công việc nó rất là gọi là chỉ đơn giản là sắp xếp máy móc trên hệ thống gì đấy, bây giờ đã có những cái hệ thống tự động để làm chuyện đó. Và từ từ cái chuyện nó sẽ xảy ra với những cái ngành nghề nó đang có nữa. Ren, tôi xin phản bác ý kiến bằng chứng là bây giờ mấy bạn nói là máy móc có thể làm ra, ví dụ nha, máy móc làm ra dép, máy móc làm ra túi xách. Nhưng xin thưa, những thứ mà làm từ thủ công trước mắt, một cái túi Hermes nó trị giá gần 1 tỷ hoặc là trên 1 tỷ. Nếu như bạn mua mấy cái đồ mà thiết kế đơn giản hay là những cái mà máy móc làm thì nó khoảng 100-200 ngàn thôi. Tôi khẳng định một lần nữa, nếu như bạn giỏi về cái lĩnh vực đó thì bạn sẽ kiếm tiền rất giỏi.
Không, cái này thừa nhận đúng, tại vì ngay nhà em bán bánh bèo cũng vậy thôi. Có nghĩa là làm bằng tay, bằng thủ công, bằng cái hương vị gia truyền. Đã gọi hương vị gia truyền thì không có cái máy móc nào mà làm ngon được. Giống như nhà em làm bán đủ một cái mô bánh bèo là bán món đó là ngon nhất. Bây giờ mà em có lấn sân qua bán thêm món khác, ví dụ như bún bò, hủ tiếu, sa đéc hay là Cần Thơ thì không thể nào ngon được. Tôi khẳng định lại một lần nữa, ví dụ như bạn nói là máy móc có thể thay thế, nhưng máy móc lấy từ đâu? Lấy từ ý tưởng của cái người giỏi nhất. Đúng. Ví dụ như bánh bèo, họ mới lấy cái ý tưởng ra từ cái bánh bèo ngon nhất, họ mới lấy cái công thức đó rồi làm. Và tôi bán cái gì, tôi bán cái bằng sáng chế, tôi bán những cái ý tưởng của tôi. Bây giờ em đem bản thân em ra làm ví dụ luôn. Ví dụ như em đã từng tham gia nhóm Sài Gòn Tiếu để đi diễn hài độc thoại. Đã từng thôi, giờ hết rồi hả em? Không, bây giờ vẫn còn tiếp tục với chị để nói vậy. Tại vì á, tất cả mọi người thành viên trong Sài Gòn Tiếu đều là những người diễn stand up comedy. Họ chuyên nghiệp và mỗi ngày họ mở mắt ra, họ đều nghĩ về nó. Họ ngủ, họ cũng nghĩ về đó. Họ dành thời gian cho cái công việc đó rất nhiều. Cái đó là cái chuyên môn của họ. Cho nên có khi một tuần họ diễn một bài, có khi một tháng họ diễn 2-3 bài. Trong khi em 3 tháng em diễn có 1 bài. Em phải đi làm chương trình giống vậy nè. Đó, phải đi kiếm tiền. Mà chương trình này lấy quá nhiều thời gian của em không muốn tham gia. Không, không biết là chương trình này. Bà làm chương trình này không thích kinh tế của em hay sao? Không, chương trình này nó cho em nhiều bài học kinh nghiệm. Cơ hội. Khán giả vốn sống để em để đi diễn Sài Gòn Tếu đúng không? Nhưng mà thật sự là để mà em giỏi bằng mọi người hay không, để mà em chuyên môn bằng mọi người hay không, để em có nhiều trải nghiệm về công việc stand up comedy như anh Uy Lê hay không, thì không bao giờ mà Quốc Khánh có được. Đó là cái việc là sao? Em làm quá là nhiều việc, em đa di năng hóa. Ok, em đồng ý ở cái chuyện là bánh bèo ngon nha, và chị nhớ gửi địa chỉ cho em. Rồi, nhưng mà mọi người sẽ thấy là trong cái hành trình mà đi làm rất nhiều nghề, đúng không? Trong cái hành trình, và do em đồng ý với chị luôn, thì dĩ nhiên sẽ có một người họ tìm được. Ví dụ như em bây giờ em thích cái công việc diễn hài độc thoại nhất, nhưng mà em vẫn có những công việc khác, và những công việc khác nó có hỗ trợ cho em những cái kỹ năng để làm tốt cái công việc này. Ví dụ sẽ có những thứ em học không phải là nghề. Mọi người sẽ biết làm diễn viên đúng không? Thì mình sẽ phải học nhảy nè, học hát nè. Dĩ nhiên mình sẽ không đi làm ca sĩ, dĩ nhiên mình sẽ không đi làm dancer, không làm vũ công. Nhưng mà nó có hỗ trợ cho mình. Và đặc biệt trong cái thị trường mà càng đa dạng bây giờ, ai cũng được đào tạo ra để đi học một ngành. Ví dụ như một bạn kế toán, có 100 bạn kế toán một lần tốt nghiệp một trường hết ta, đúng không? Nhưng mà cái bạn kế toán mà đồng thời còn biết giao tiếp, còn biết cái kỹ năng, có thể là có kỹ năng văn nghệ hay là cái gì đó, thì nhiều khi bạn đó sẽ có cơ hội tốt hơn chứ. Đó là tài lẻ. Đâu, thật ra em thấy nếu mà cái bạn kế toán mà có kỹ năng văn nghệ sẽ rất phù hợp nếu như trong công ty có tổ chức chương trình văn nghệ. Chỉ cái dịp đó thôi. Tại em có hồi đó em có chỉ cho mấy chị trong công ty mấy phòng thuê đồ gì chứ mình chỉ nha. Phòng kế toán đi với phòng kinh doanh đồ đó. Nó chỉ hợp trong chứ công ty tổ chức văn nghệ thôi. Chứ nó không phù hợp với con số, tôi khẳng định một lần nữa. Đúng, nếu nói về kế toán thì tôi đây Khả Như tốt nghiệp kế toán. Wow. Chưa kể chị Như là gì trong phường 387 gì đó không chị? Đủ rất là tôi tốt nghiệp kế toán. Chưa kể em đem ra một ví dụ mà rõ ràng trong xóm em. Trong xóm em có một bà bán bún bò rất ngon. Ủa sao bún bò nữa? Bà bán bún bò rất ngon. Nói chuyện ẩm thực không vậy? Bà bán mấy chục năm rồi. Tuy nhiên hôm bữa bà rảnh quá sao á, bà bán mì quảng. Không ngon bằng đúng không? Đúng rồi, bán cái vị như cái vị bún bò vậy đó. Mì quảng bò hay sao á, nó ăn nó rất là, nó không hợp khẩu vị mình. Sao em mới nhận ra à, thì ra có những cái công việc mình làm nhiều quá, mình làm chuyên ngành chuyên sâu quá, ngày nào mình cũng làm, thì đâm ra cái mình gọi là mình quá chuyên vào cái đó rồi, mình là superstar vào cái vấn đề đó rồi. Khi mà mình chuyển qua cái khác á, nó không quen. Mình phải cần rất là nhiều thời gian để mình làm quen lại với nó, xong rồi mình có thể, không phải nói là chúng ta không thể làm tốt nha, chúng ta có thể làm tốt, nhưng chúng ta phải hy sinh thời gian của chúng đúng ta rồi, chưa kể bị tâm lý nữa. Đúng mấy rồi. Cái mà nó giống như mới hồi vừa đây nè, mình thử chuyển qua mình làm MC thử, thì nó không phải là cái chuyên môn của em. Bình thường em lên sân khấu hay diễn là cái vai diễn của mình rồi, mình thoải mái lắm, vô muốn ăn cái gì đó thoải mái. Còn á, những hôm mà ví dụ đi qua MC là phải tập trung. Đúng. Tại vì nó không phải là cái thế mạnh của đúng mình rồi. Mà bắt buộc mình cơm áo gạo tiền. Đúng. Áp lực, bị áp lực. Bị đàn chị đàn ép. Không, đông dân chị. Thế đồ em đó. Cho nên là đôi khi là mình thử, mình trải nghiệm. Nhưng mà mình mới biết là khi mình làm một cái mà nó không thuộc cái thế mạnh của mình, mình sẽ có nhiều cảm giác hồi hộp. Hồi hộp thì sao? Mình bị lo sợ. Còn có vượt qua được không? Có khi có tốt, nhưng mà cũng có sự sai sót, mình đỡ không kịp luôn. Ý là mình phải dành thời gian bồi bổ về đúng cái rồi, vấn đề đó đúng không? Đúng rồi, mình bị sang chứng tâm lý nữa.
hai đứa mua ly cà phê ra ngoài kia ngồi. Rồi em sẽ đồng ý một cái chuyện là dĩ nhiên nếu chúng ta dành rất nhiều thời gian vô một nghề thì rõ ràng là mình đầu tư thời gian vào thì mình sẽ có kết quả tốt nhất, đúng không? Và nếu nó là cái chuyên môn của mình nữa thì càng tốt. Nhưng mà mọi người có nghĩ tới một cái việc nữa là trong tương lai có thể mình sẽ đến một cái thời điểm cái nghề đó nó không phù hợp với mình nữa, đúng không? Thì có khi nào cái việc mà mình làm thử nhiều nghề và trong thời điểm đó cũng tìm nhiều thế mạnh của mình có nhiều thế mạnh mà nó sẽ là một cái bước chuẩn bị tốt vậy trong bạn tương cho lai. Tôi hỏi tại sao lại có về hưu? Nhưng mà về hưu là mình đang nói về đúng thời điểm. Còn nói ví dụ nha, sẽ có rất là nhiều người họ mất cái cơ hội làm việc trong lúc mà mùa dịch, mình không có khả năng làm được cái công việc đó nữa, thì tự nhiên cái lúc đó mình lại cần một cái công việc khác, một cái nghề khác. Và nếu mà mình có cái sự chuẩn bị trước thì có thể là nó sẽ phù hợp với mình, hoặc là tới một thời điểm mình cảm thấy là cái công việc này nó không hợp với mình nữa thì tự nhiên mình sẽ kiểu bây giờ mình nên làm gì ta. Mà nếu mình bắt đầu từ con số 0 á thì nó có hơi trễ quá không? Cái này thì em cũng xin phản bác nhẹ thôi. Tại vì là nếu như mà mình tập trung mình làm một cái công việc mà cho nó tốt á thì đương nhiên mình sẽ tìm được một cái mức lương nó khá cao. Nghề của mình làm tốt thì mình có quyền đòi hỏi cái mức lương nó xứng đáng. Khi mà nếu như mình có bận cái thời gian gì đó mình không làm được, mình vẫn có được cái quỹ tiền để cho mình có thể tận hưởng nếu mình biết tích góp. Còn nếu mà ví dụ như mình phải chật vật bôn ba vì rất là nhiều nghề mà nó bị vô định đó thì đương nhiên cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ bị bấp bênh hơn. Chị có lo lắng gì về cuộc sống quá nhiều không? Sao nãy giờ em cảm thấy cuộc sống chị bấp bênh lắm. Trước đây đúng không mọi người, mình tưởng tượng là em chưa có được làm cái nghề mà em thích như bây giờ là làm nghề diễn viên hài độc thoại. Trước đó em rất thích cái nghề này, em cũng dành thời gian nhiều cho nó, nhưng mà trong thời gian đó thì mình còn phải kiếm sống nữa. Và lúc đó thì em học chuyên Anh nè, thì mọi người nghĩ em sẽ đi làm ngoại ngữ gì đấy, nhưng sau đó em học thiết kế đồ họa, xong đi làm thiết kế đồ họa, xong đi làm quảng cáo, xong em đi làm marketing. Trong nguyên cái thời gian đó em vẫn học và làm hài độc thoại, em vẫn có thời gian để em làm chuyện đó. Tại vì mình quản lý cái thời gian của mình thôi. Cái chuyện đa năng nó đâu phải là cái chuyện là mình không quản lý tốt và làm mình hay nhiều thứ đâu. Thì đến cái thời điểm mà nó chín mùi, tới lúc mà em kiểu cũng kiếm được tạm tạm đủ sống và em cũng có một số cái vị trí nhất định và một số cái mối quan hệ nhất định, thì lúc đó em có thuận đường để nhảy qua cái lĩnh vực em yêu thích. Lúc đó là cũng khoảng 6 năm chứ đâu nó đâu phải đến liền, đúng không? Vậy thì cho nên cũng có thể nghĩ đơn giản là nó là một cái, không phải là tham lam quá nhiều thứ, mà nó có thể là một cái kế hoạch cho mình thôi để mình đi đến cái việc là nhất nghệ tinh đó. Nhưng mà mình có thể đi tới một cái đường là mình đa dạng hóa những cái mình làm và mình đa năng hơn. Nhưng mà có bao giờ anh cảm thấy stress không? Nếu mà nói cảm thấy mệt mỏi thì chỉ có mệt mỏi khi mà mình rất thích một thứ mình làm hoài hay không được gì hết. Đó, đây là trường hợp đấy, anh đã bị tôi già rồi, anh giữ câu nói đó, chị nói đi. Dạ. Nói đi. Có nghĩa là bạn muốn, bạn đa di năng nhưng bạn có phù hợp với nó không, hay là bạn mất nhiều thời gian trải cho nó rồi cuối cùng bạn không làm được cái gì hết? Đúng, đúng là anh Uy Lê nói rất đúng. Cái việc mà đa di năng trong cái xã hội này nó giúp cho chúng ta có nhiều cơ hội hơn, chúng ta có nhiều kinh nghiệm và vốn sống hơn, đồng ý với chuyện đó. Nhưng mà không đồng ý với một chuyện là đâu phải ai cũng có thể đa di năng. Con cá sấu nó có thể sống trên bờ, nó có thể sống trên cạn được bởi vì nó là con cá sấu. Nhưng đặt trường hợp nó là con cá vàng thì nó chỉ có thể sống dưới nước được thôi, và không phải ép người ta phải đa dạng theo mình, không thể quăng con cá lên trên bờ được, đúng không chị? Mình nói về cái chuyện mà hả, bắt một người nào đó phải nhiều nghề bạn mới giàu. Tôi có những người bạn họ giàu bằng một nghề. Đúng rồi, em cũng nghĩ như vậy, tại vì em hay. Sao mà sợ? Lan sẽ cho lên một cái dẫn chứng người anh của Lan. Anh ruột á, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian trước đó là anh hai làm cho BNG, cũng là làm một cái công việc đó tốt nhất thôi. Xong rồi cái anh hai mới quyết định là thôi, mình thử, bắt đầu mình có vốn rồi, bắt đầu mình thử mình sẽ kinh doanh quán cà phê, thất bại. Kinh doanh xuất ăn công nghiệp, thất bại. Nói chung là được trải nghiệm cảm giác thử, nhưng mà cái mất là gì? Một số tiền quá lớn. Yeah, vậy thì rõ ràng rồi, có nghĩa là ngay cái giây phút này chúng ta sẽ nhận ra đó là bạn này là nói tuổi trẻ là cần trải nghiệm anh rất là em nhiều. Trải nghiệm nhiều đó. Và bên nhiều đây quá. Là đưa ra một cái dẫn chứng là thất bại là mẹ của thành công, và anh hai có quá nhiều mẹ đi. Vậy thì chúng ta sẽ không biết là tương lai của chúng ta ra sao, và rõ ràng là cái chuyện mà thanh xuân mà trải nghiệm nhiều hay là bao nhiêu tuổi mới nên trải nghiệm, cái đó là một vấn đề mà chúng tôi sẽ đặt câu hỏi ở đây. Phần đáp án sẽ dành phía sau chương trình. Bây giờ thì xin nghỉ giải lao một chút xíu. Quý vị thân mến, xin đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Tài Tám Tếu. Bạn ơi, bạn nói là thanh xuân sẽ có cái sự trải nghiệm nên thử nhiều. Đến một thời điểm nào muốn thử thì không được, ý bạn là sao? Dạ, ý là những cái người mà còn thanh xuân á. Ví dụ là ai nè ở trong đây là
Dạ em nghĩ là mọi người đều rất trẻ đẹp và rất thanh xuân. Thanh xuân thì ai cũng có, còn sống là còn thanh xuân. Bây giờ em vẫn ráng, em vẫn ngang bước, em bảo vệ là anh của chị không thành công thì em xin lỗi. Nhưng mà rất, em ơi, em khẳng định không thành công là ý gì, chị thấy mệt mỏi trong những cái lần thử đó. Nhưng mà rõ ràng là có rất nhiều trường hợp khác ta thành công. Đúng, có những người họ làm một công ty rất lâu, ví dụ như bạn em, một người làm công ty 15 năm xong rồi kiểu ủa mình đang làm gì ta, không thấy mình mong muốn cái này, mà trước giờ mình có một cái ước mơ khởi nghiệp, thế là khởi nghiệp. À, bây giờ đang làm rất là tốt. Nếu mà chị đưa ra một dẫn chứng như vậy, em cũng đưa ra được một dẫn chứng là có thành công chứ bộ. Chị cũng có như người em, có nghĩa là nó không có quá thành công, nó không có quá nhiều niềm vui đâu, nhưng mà vẫn thích đi làm. Chị có hai người em tên Trinh với Duy á em. Đi làm cũng chửi đời, chửi ngày đồ dữ lắm, nhưng mà hai bạn nó vẫn đam mê với nghề, bởi vì hai bạn biết hai bạn đang làm công việc đó tốt nhất. Đúng. Ông bà ta có câu có công mài sắt có ngày nên kim. Hay. Tức là sao, chúng ta làm một cái nghề nào đó chúng ta phải làm, chúng ta phải cố gắng, chúng ta chắc góp, chúng ta nghiên cứu, chúng ta làm ra những cái tinh túy của cái nghề đó. Tinh túy. Cái nghề đó nó mới mặn mòi, chúng ta mới gọi là có một cái gì đó gọi là nó... Mọi người hiểu ý em không? Không hiểu. Cố gắng. Thật ra hồi đó lúc mà đi học á, chị Mèo thấy thường sẽ có những cái khối ví dụ như các bạn lớp là chuyên hóa, chuyên toán hoặc là chuyên văn, chứ không thể nào mà có một cái lớp mà chuyên hết tất cả các môn. Đúng. Giống như em không chuyên tất cả các môn đó, em chuyên đúng môn thể dục thôi. Em chỉ lớn lên diễn hình thể quá. Em diễn hình thể. Sau này nghề cũng như vậy, mình chuyên một nghề thôi chứ khó. Nhưng mà cũng có nhiều người đó là khi mà họ biết nhiều nghề á, cuối cùng họ hoang mang với cái sự nghiệp của họ. Do đó chị nghĩ nha, cái trường hợp mà đa di năng sẽ tốt cho bản thân mình, nó chỉ đúng với vài trường hợp thôi. Nó phải cộng hưởng yếu tố đó là bạn thật sự có khả năng, cái thứ hai là phải thật sự cố gắng, và cái thứ ba là bạn có dành thời gian thật sự cho tất cả những cái lĩnh vực bạn tham gia hay không. Đúng, phải hy sinh rất nhiều thời gian. Và có thêm một cái dẫn chứng này thiết thực luôn, mọi người biết ông tấm bốc Mark Rigor đúng không ạ? Trước đó là ổng có một thời gian thất nghiệp và vợ ổng phải nuôi ổng. Nhưng mà ổng không làm gì hết nha chị, ổng chỉ dành thời gian cho robot. Và sau này khi mà ổng trở thành một cái tuyển thủ, một cái gọi là gì ta, cái người đấm mà giỏi, người ta gọi nhà vô địch. Nhà vô địch, ví dụ cãi mà không có văn. Sau này chuyên tâm mình đấm bóc, mình có cái sự nghiệp và mình lo lại hết cho vợ. Đúng mình. Trong thời gian đó là chỉ có đấm thôi. Với điều kiện nha, vợ có khả năng nuôi nha. Chứ vợ mà không có khả năng vợ đùi đó. Bấm chuồng, bấm chuồng. Trước hết cái trường hợp đó nó chỉ hoạt động tại sao? Tại vì ổng có vợ nuôi được. Đúng không? Nhưng mà mọi người thấy hồi nãy chị nói là có rất ít người đa năng được và thành công được. Nhưng em cũng thấy là có rất ít người một nghề được mà thành công được. Tại vì nói ví dụ vận động viên đi, có bao nhiêu vận động viên mà đủ gọi là cái trình độ mà Olympic bao nhiêu đó mọi người. Ở trong lúc mà người ta đi tìm gọi là cái vị trí của mình trong công việc, trong nghề vậy đó, thì nhiều khi á, họ cần một cái nghề để kiếm sống. Không phải ai cũng có khả năng mà làm một thứ mà lên tới nóc, lên tới đỉnh vậy hết. Thì nó hai bên nó đều có. Vậy thì ở giữa là gì đúng không? Ở giữa thì em nghĩ nó là một sự đa năng vừa vừa. Vẫn là đa năng đúng không? Em nhấn chuông thật mạnh khúc này. Vừa rồi cách đây 2020 người nhà của em nữa. Không có. Em tham gia một bộ phim nói về tuyển thủ. Cho nên là em được vô trong cái trường mà chỉ dành riêng cho tuyển thủ của Việt Nam mình tất cả các bộ môn. Không phải là khi họ lớn họ mới vào trong đó là tuyển thủ, không có. Có những người từ rất nhỏ đã vào tuyển thủ rồi, học và ăn uống ngủ nghỉ là ở trong đó hết luôn. Và hàng tháng họ có lương nữa nha. Em có hỏi một cái bạn chỉ cho em cách bắn súng là ủa vậy rồi hàng ngày của một người như thế nào, mình tìm hiểu cho thông tin. 6 giờ sáng tôi dậy tập thể dục, tập thể dục xong 7 giờ tôi vô tôi tập bắn, tôi tập bắn tới trưa tôi ăn cơm xong tôi lại tiếp tục tập bắn. Có nghĩa là hầu như họ không biết gì về giải trí nha chị, không biết về kịch, không biết về phim, hầu như cuộc sống họ là trong cái đó luôn. Và đi từ nhỏ đi tới lớn luôn, để lúc là đi ra thi đấu luôn. Xuân là không có một cái gì đó là về nghe luôn. Nhưng mà có phải là ai cũng thành công không? Đúng không? Có phải ai cũng tập trung thời gian từ đó tới đó và sẽ cũng là người trở thành cầu thủ hay không? Tại em có một ví dụ là tương tự, em có một cái chương trình truyền hình thực tế dành cho những cái bạn mà thi cái cuộc thi đó để được gọi là debut, được ra mắt á. Có một bé 14 tuổi, nhỏ nhất, dễ thương nhất, ai cũng thích hết, thi chung với một anh 30 tuổi. Anh 30 tuổi này đã theo cái này 30 năm rồi mà ảnh vẫn chưa được debut. Và mọi người xem phần trình diễn của ảnh xong rồi nói là hồi đó giờ bạn có bao giờ nghĩ tới chuyện làm cái khác chưa? Thì lúc đó em lại kiểu ủa đó, thì ảnh sau đó ảnh cũng bỏ, sau đó ảnh cũng đi làm cái khác. Và sau đó kiểu nếu mà ảnh thử vài cái sớm hơn thì đâu có trường hợp đó xảy ra đúng không? Có thể những trường hợp như anh Uy Lê nói,
cái việc mà chúng ta làm một nghề chúng ta quyết tâm thành công rất ít, nhưng mà có khi nào chúng ta tự hỏi rằng chúng ta đã đủ cố gắng chưa, chúng ta đã đủ quyết tâm chưa, chúng ta đã đủ cháy hết mình với nó chưa? Vậy đó, bây giờ Như nói nè, đầu tiên ngoài cái sự cố gắng phù hợp cái đã, ví dụ như bạn giỏi nhiều lĩnh vực, ok bạn thấy ồ hát không phù hợp với mình thì bạn phải có thời gian, nhưng mà thử đi, thì chọn một nghề nó phải có thời gian để chúng ta thử. Thì đó không phải là nghề, nó là cái sự chọn lựa của bản thân mình có A, B, C, D. Ô, cuối cùng tôi dừng lại ở A bởi vì nó phù hợp nhất. Thì nó vẫn là nhất nghệ tinh, nhất thân mình. Em vẫn thấy cái lời anh Y Lê có lý, tức là chúng ta cần phải có một khoảng giữa chị ạ. Một khoảng giữa giữa hai cái tờ này. Dạ vâng, nó không khoảng phải giữa, khoảng giữa. Nó không phải là cái đường lai. Mà nó là cái gì, đó là chị nói đi. Nó có một cái chính giữa đúng không? Nó là khoảng trống để chúng ta suy nghĩ và quyết định chúng ta thích cái gì, làm cái gì. Bản thân Như cũng xuất phát từ rất là nhiều nghề. Tất cả mọi người khi làm nghề đều nhận ra một cái chữ đầu tiên để mà cố gắng, đó là mưu sinh. Vậy thì cái nghề nào làm chúng ta đổi đời, nó là cái sự mưu sinh ở cấp độ cao nhất. Rõ ràng nếu như bạn nói là chúng ta nên biết nhiều thứ thì Như sẽ không có respect cái chuyện đó, bởi vì thật ra không phải ai cũng biết nhiều thứ. Nhưng chúng ta sẵn sàng đối đầu với nhiều thứ, nhiều lĩnh vực, Như lại cảm thấy nên hoan hô cái chuyện đó hơn. Bởi vì trong cuộc sống mình sẽ không hề biết là sẽ có sóng gió gì xảy ra, hay bản thân mình sẽ phải đối đầu với cái chuyện gì. Nhưng bản thân bạn có cái sự học hỏi, cầu tiến, thì đối với Như cái chuyện đó, bạn thất bại đó là điều tất nhiên. Còn nếu như bạn phải mưu sinh thì đưa cho bạn công việc đó, bạn không cố gắng được 10 thì bạn cố gắng được 2, 3, ít ra bạn vẫn sẽ tốt hơn cái chuyện bạn ở không, không kiếm ra tiền. Đúng không? Đồng ý không? Đông Dương giống cái nội tâm của em quá dạ. Mà em không thể thốt ra thành lời được. Nãy giờ là nói nhiều lắm, nhưng mà nội tâm chính là cái này. Không giống thì có nghĩa là thà là mình sẵn sàng mình đối đầu với nhiều cái lĩnh vực nó không phải thế mạnh của mình, còn hơn là mình không dám thử với nó. Nhưng mà chị là con người nào giữa hai tờ này, ví dụ là con người này hay con người này, hay là con người chính giữa? Thật ra là hiện tại bây giờ chị đang làm tốt cái nghề của chị, đang cố gắng hằng ngày để mình cải thiện nó, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng muốn thử mình với những cái nghề khác xem là mình làm được tới đâu. Thế lại thật ra hồi nãy em thích cái chữ mà chị nói là chữ phù hợp á. Mọi người sẽ khác nhau, ví dụ như em thì em khá là ổn với cái việc là làm nhiều thứ cùng một lúc, và thật ra là em cũng sẽ cố gắng là thời gian làm cái nào cái ra cái đó, chứ không phải là làm tùm lum. Nhưng mà sẽ có những người họ tập trung tốt hơn vào một việc mà họ rất giỏi cái việc chuyên môn đó, họ giỏi tới mức họ có thể làm việc đó 20-30 năm, và giống như là trong một cái ngành nó không tìm ai ngoài họ hết, thì cái đó là thế mạnh của mỗi người, nó khác nhau. Rõ ràng thì em vẫn tin là chúng ta cần một chút xíu linh hoạt. Đúng rồi. Để mà công việc của mình nó dễ dàng hơn và mình có thể gọi là chứng minh cái lợi thế cạnh tranh của mình được. Và cái sự linh hoạt đó có từ đâu? Có từ sự học hỏi và mở mang kiến thức. Bản thân chúng ta phải có cái sự cầu tiến. Và Như nghĩ là cái nghề của bạn đang chọn, nó không phải là một cái nghề mà mình giỏi nhất. Có thể như vậy, nhưng mình có thể làm tốt nhất với khả năng của mình. Yeah. Khi mình cố gắng thật nhiều thì mình sẽ nhận ra được là mình tốt nhất ở đâu. Đâu biết đâu là hôm nay Y Lê ngồi đây là tư cách một diễn viên, nhưng mà 10 năm sau Y Lê lại là một doanh nhân. Biết đâu 10 năm sau mình ngồi ở đây thì Y Lê ngồi ở đâu một cái bàn mo để mà chỉ cho mình. Đâu gì đâu, đúng không? Mình sẽ không bao giờ biết được cái chuyện gì xảy ra. Nhưng quan trọng hơn hết tất cả mọi thứ luôn, đó là sự cố gắng. Và hãy nhớ đó là cố gắng đúng cách. Cảm xúc của em như thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Em thấy đúng là em rất tin chủ đề này, em rất tin cái phía này. Nhưng mà khi mọi người nói hồi sau em kiểu hình như tại vì rốt cuộc trở lại với việc là em cũng đa năng một thời gian, nhưng rốt cuộc thì mình vẫn tập trung vào một cái hướng mà mình thật sự mong muốn nhất. Thì rõ ràng là nó sẽ là một cái đường ở giữa, và lúc nào mình cũng sẽ phải tìm một cái gì đó nó phù hợp cho mình. Thì em nghĩ là nó mở mang đầu óc em. Và Như mong là tất cả quý vị khán giả khi mà xem chương trình này sẽ nhận ra đó là bản thân mình linh hoạt, nhưng mà phải linh hoạt đúng cách, cố gắng cũng phải đúng cách, và tốt nhất hãy chọn thứ mà phù hợp với mình nhất, mình sẽ giỏi nhất. Cảm ơn Y Lê vì cái chủ đề ngày hôm nay, bạn đã mang đến một cái cá tính, một cái màu sắc rất riêng. Cảm ơn Lan vì cái nồi bánh bèo. Những câu chuyện cuộc sống của chị. Dạ. Cảm ơn cái bà bún bò. Bà bún bò mà nấu mì quảng thì bò. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn dành thời gian cho chương trình. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
Quý vị thân mến, và chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến cho quý vị đó chính là hôn nhân là chúng ta dùng tình cảm hay lý trí quyết định. Trong hôn nhân á, nếu như mà nó có tình cảm nó lớn lao á, thì mình sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình nó có ý nghĩa. Truyền thuyết Trọng Thủy Mỹ Châu, các bạn có nghe câu chuyện đó chưa? Có chứ. Hai người họ yêu nhau vì tình cảm. Đúng. Mặc dù sao hai người ở hai quốc gia đất nước khác nhau, còn có chiến tranh với nhau nhưng họ vẫn yêu nhau. Chị Châu là bị anh Thủy dụ cưới về để mà lấy cái nỏ thần của vua An Dương Vương. Đúng. Tình yêu mà không tính toán kỹ. Phải tính sao tự nhiên cái anh này anh tự nhiên anh thương mình. Anh mới có gì không tính luôn. Cuối cùng là dẫn đến hả đất nước thì mất, mà xảy ra một cái kết thật là tang thương.